Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm một like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Bondet. Để tham gia ngày hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mở từ trang Start Chatbot các bạn. Rồi, các bạn click tiếp trang nha các bạn. Các bạn nhấp ra cái hình này E N. Khoan các bạn, sorry các bạn, chờ chút xíu các bạn. Bấm bỏ qua luôn đi. 7 bị kép 3N CN. Rồi mọi người support. Rồi ok, các bạn bấm vào mục start. Rồi dòng đầu tiên các bạn đi địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Có 4 nhiệm vụ các bạn. Rồi các bạn bấm next. Tiếp tục join tiếp kênh seller nè. Rồi bấm next. Tiếp tục join tiếp kênh group nữa nè. Rồi vào đây có lướt group trang các bạn. Rồi các bạn bấm đáp lên các bạn. Rồi bấm next. Tiếp tục follow tại Twitter, điền là username tại Twitter nữa các bạn. Trên tại Twitter đó các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn xuống đây các bạn like nó mỗi 2 bài đi các bạn, không cần tại tweet các bạn. Khi nào nó yêu cầu mình tại tweet mình hay tại tweet các bạn. Rồi các bạn điền là username tại Twitter tất cả các bạn nha các bạn. Để mình tại tweet nhiều quá cũng không có tốt cho tại Twitter mình nha các bạn. Set, rồi nó hơi cứ bấm set nha các bạn. Tiếp tục công gửi địa chỉ với bên Bisa Machine Bet 20 trên dưới chocolate cho các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào Balenci để check số cầm mình kiếm được nữa các bạn. Mình đã nhận được 5 tốc cần có hiệu OBN nữa. Các bạn bấm vào cái form để liên kết chia sẻ cho bè những thằng để kiếm thêm tốc cần nữa các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.